Hà Vi xin mến chào quý vị khán thính giả đang đến với chương trình phóng sự cộng đồng của đài AVA TV. Và ngày hôm nay Hà Vi đang có mặt tại nhà hàng Golden Sea, thưa quý vị. Bên trong sẽ có một cái chương trình diễn ra với cơ sở hy vọng quyên góp cho những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta hãy cùng vào bên trong để xem những sự kiện diễn ra. Xin kính mời quý vị cùng theo chân Hà Vi. Và thưa quý vị, bên trước cổng của nhà hàng Golden Sea là chúng ta sẽ nhìn thấy những cái hình ảnh của các chú thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, những người đang có những cái đời sống rất là khó khăn, cụt tay, cụt chân. Chính vì vậy mà hôm nay cơ sở hy vọng có cái chương trình quyên góp để giúp đỡ cho các chú thương phế binh đang sinh sống tại quê nhà chúng ta. Đây quý vị cũng thấy là tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Và phía bên này thì thưa quý vị, đây là những cái hình ảnh của các chú là người thì cụt tay, cụt chân, quý vị thấy không? Đây là những cái hình ảnh rất là thương tâm. Và ngày hôm nay thì tại cơ sở hy vọng rất mong được các cô chú anh chị chúng ta cùng chung tay để ủng hộ cho những cái chương trình thiện nguyện. Vâng thưa quý vị, thì trước khi mà vào bên trong nhà hàng, Hà Vi có gặp gia đình của bác Bùi Đình Đông. Dạ, Hà Vi xin bác chào quý vị khán thính giả đi. Dạ, chào quý vị. Xin chào quý vị. Dạ, chào chị Michelle và bác Bùi Đình Đông. Thì hôm nay gia đình chúng ta cùng... Tôi là Bùi Đình Đông nè. Kính chào quý vị khán giả. Dạ, Hà Vi chào bác ạ. Bác rất là khỏe mạnh và bác rất là vui. Thưa quý vị, bác năm nay cũng hơn 90 tuổi rồi. Và thưa chị có thể cho quý vị khán thính giả biết rằng là hôm nay mình cùng với gia đình tới đây để mình dự cái tiệc ủng hộ cho Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Thì mình có cái cảm xúc gì không thưa chị? Thì mình rất là hãnh diện với happy mình có mặt ở đây được để mà ủng hộ cho một cái cause rất là tốt. Dạ, yeah. Vâng, còn thưa bác, con mời bác có lời chia sẻ. Cảm ơn Hà Vi nhiều lắm. Yeah. Hà Vi báo cho bác biết tới đây để mà dự cái lễ của Việt Nam những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã bị tàn tật. Yeah. Đó là cái hãnh diện của bác rất là vui. Dạ. Vâng thưa quý vị, thì gia đình của bác Bùi Đình Đông cũng là một trong những người mà luôn ủng hộ những cái chương trình thiện nguyện của đài AVA TV, chương trình tình thương của chú Thế Nguyễn và Hà Vi. Hà Vi rất là cảm ơn gia đình của chị và bác đã tới với cơ sở hy vọng ngày hôm nay, và chúc cho bác, hai bác trai, bác gái có thật nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn Hà Vi. Hà Vi nhiều lắm. Hà Vi nhiều. Dạ. Anh thì khỏe quá rồi. Hà Vi xin mến chào quý vị khán giả. Và tại nhà hàng Golden Sea, Hà Vi rất là vui khi gặp cô Hoàng Yến, là một trong những thành viên của ban tù ca Xuân Điểm. Dạ, Hà Vi xin chào cô và mời cô chào quý vị khán giả. Hoàng Yến cũng xin chào em và chào em này nữa, em quay phim. Em quay phim. Dạ. Hoàng Yến xin kính chào tất cả quý vị khán khách trong buổi tiệc gây quỹ thương phế binh hôm nay. Dạ. Hoàng Yến rất là cảm động và luôn luôn vui vẻ và hân hạnh được tham dự những cái buổi tiệc như thế này, vì ông xã của Hoàng Yến cũng là quân nhân. Dạ. Mà quân nhân thì ở bên hồi trước 75 thì rất là thiệt thòi, vì nhất là những cái anh thương binh hiến thân cả một đời cho đất nước. Yeah. Mà lại bị thương như vậy thì khổ sở lắm. Trong cái chế độ mới bây giờ họ không có đặc biệt gì cho họ, họ không thương tiếc gì cho những cái người thương phế binh, cho nên là nhiều người cũng nghèo khổ lắm. Và cái chương trình này thì rất là hữu ích và là cái niềm an ủi cho những người thương phế binh ở Việt Nam. Thì Hoàng Yến rất là thấy cảm động và vui mừng mà có được một chút xíu nào góp ý được hoặc là góp tiền được chút xíu. Cũng có một vài người gửi Hoàng Yến mấy chục đồng nói là để tặng cho buổi hôm nay, và bây giờ thấy em thì bây giờ Hoàng Yến mới nhớ ra thì chút nữa phải đi lấy tiền bỏ ra. Thì dạ vâng, mấy chục đồng cũng là đóng góp. Dạ, rồi. Dạ. Ba chục đồng em. Dạ. Đóng mấy người già đó, người ta cũng. Dạ. Có nhiều thì tiền. Thì cô Hoàng Yến cho Hà Vi biết rằng là hôm nay cô tới đây là mình là trong ban thành viên đúng không ạ? Thì mình làm ca kịch hay là mình làm gì ở đây ạ? Hôm nay đặc biệt là ban tù ca Xuân Điểm sẽ có một cái hoạt cảnh. Hoạt cảnh. Nói về thương binh. Dạ. Thương binh rất là cảm động.
thầy Hoàng Yến cũng làm thành viên ở trong đó, thì sẽ chút xíu nữa sẽ làm là cái người mà vợ của Thương Minh đi đón chồng và cũng hát ở trong đó luôn. Hay quá. Hoàng Yến xin mến chúc tất cả mọi người hôm nay được nhiều sức khỏe và luôn luôn ủng hộ cho cái chương trình gây quỹ thương binh. Dạ, cảm ơn cô Hoàng Yến. Một khi mà quý vị nghe những cái trải lòng của cô rất là cảm động cho quý vị. Bản thân Hà Vi đứng cạnh cô và Hà Vi chúc cho cô có thật nhiều sức khỏe và luôn ủng hộ những cái chương trình thiện nguyện cho các chú thương binh. Xin cảm ơn cô. Cảm ơn em. Dạ. Chúc em sức khỏe. Dạ. Và cảm ơn em quay Vân phim trường, nữa. Dạ. Vâng, cảm ơn em nhé. Làm cho tôi có cảm tưởng gặp đứng trong hào khí của một hội nghị diên hồng. Gần 600 người Việt Nam tha thiết với quê hương, mang quê hương trong trái tim, quy tụ tại thủ đô tị nạn để lên tiếng đòi hỏi tự do cho bằng và vinh danh cuộc chiến vì tự do của các thương binh Việt Nam quân đội. Khi miền Nam bị cộng sản cưỡng chế, nhà thơ Nguyễn Sức Thiện viết hai vần thơ miền Nam ơi, từ thủ tiêu tan, ta sống trọn vạn ngàn cơn thác loạn. Những vần thơ của Nguyễn Đắc Kiên: tôi chưa thấy một đêm nào dài thế, không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn, lũ quỷ ám, thừa cơ tàn trị. Và tất cả chúng ta, những người Việt Nam yêu chuộng tự do trong và ngoài nước, đều mong một ngày Đảng Cộng sản phải sụp đổ trên quê hương. Ngày mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện nói là kèn tự do tắt thắng nơi nơi, khai mạc bình minh lập lại cuộc đời. Ôi, tôi sống và tôi chờ đợi ngày triệu triệu trái tim bùng nổ ngang trời. Ngày mà mọi cờ đỏ bảo tàng này hạ xuống trên quê hương và cờ vàng của chính nghĩa để một lần nữa ngạo nghễ tung bay trên cổ thành Quảng Trị, tại thủ đô Sài Gòn, trên khắp vùng trời quê hương và trên mọi nẻo đường đất nước. Ở trong những niềm hy vọng đó, tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng đứng lên trong nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Ngày lòng rơi đúng đẹp đáp lời sống đôi, đồng lòng cùng đi đi xin biết chi thật xa. Vì thương ai có chân cùng sống qua quá đêm, làm sao cho thế sống từ đây luôn vững bền, cho thầy vơi trên phương xa. Quốc ca Hoa Kỳ, quê hương đổi mới, đã mở rộng vòng tay đón nhận chúng ta và thế hệ cha anh vào vùng trời tự do. Quốc ca Hoa Kỳ bắt đầu. Oh, say can you see? Bối rối đón chờ ly lai. What so proudly we hailed at the twilight last gleaming, whose bright sky and bright stars, whose perilous fight, o'er the rampart we were so gallantly streaming. Phút bằng việc để tưởng nhớ các vị tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước trong suốt dòng lịch sử kiêu hùng của dân tộc Việt. Các chị đã anh dũng bỏ mình trong cuộc chiến bảo vệ tự do cho miền Nam. Hàng trăm ngàn đồng bào đã bỏ mình trên các nẻo đường tị nạn. Và cầu nguyện cho các thương thiếu binh Việt Nam Cộng Hòa, cũng như các người trẻ đang tranh đấu cho quyền tự do tại quê hương Việt Nam. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt, xin mời quý vị cùng hát tổ. Xin quân ban của ta và ông phong hỏa.
Vâng, thưa quý vị, đây là giáo sư Lê Tinh Thông, một trong những thành viên trong ban tổ chức của cơ sở Hy vọng. Hôm nay đang tổ chức một chương trình thiện nguyện để giúp cho các chú thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Hà Vi xin chào giáo sư ạ. Và chào cô Hà Vi. Rất hân hạnh được gặp cô Hà Vi và cô giúp để phổ biến cái Hy vọng để cho quý đồng hương biết về thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa mình. Dạ, thưa quý vị, thì với cơ sở Hy vọng đã giúp đỡ rất là nhiều cho các chú thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Và ngày hôm nay họ mở một cái buổi tiệc để gây quỹ, thưa quý vị. Thì giáo sư là một trong những người ban điều hành ở đây và sắp xếp những cái chương trình. Thì giáo sư chia sẻ cảm xúc của mình với quý vị khán giả được không? Chúng tôi rất hân hoan và hứng khởi tổ chức cái buổi tiệc gây quỹ để giúp thương phế binh Việt Nam và hàng năm. Yeah. Và chúng tôi rất hứng khởi được quý đồng hương đáp ứng rất là hồ hởi, và chúng tôi trân trọng cảm ơn quý đồng hương về lòng bác ái thương đến các em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và tù nhân lương tâm tại quê nhà đang bị cộng sản bắt hại. Thành ra chúng tôi tiếp tay với các linh mục dòng chúa cứu thế tại Việt Nam để mang lại niềm an ủi, nhất là mình tỏ lòng tri ân đối với quý vị đó, và cũng như là mang lại niềm an ủi cho quý vị thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và gia đình và cả tù nhân lương tâm nữa. Vâng, thưa quý vị, các chú thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa hiện nay thì tuổi đời cũng rất là lớn rồi. Hà Vi đã gặp những người đang sinh sống ở Việt Nam là đã hơn 70 tuổi, 80 tuổi. Thì ngoài cái việc mà những người họ bị đi tù thì là cái sức khỏe của họ rất là yếu, và đồng thời là họ bị những cái thương tật. Có người thì tay chân không còn nữa, và thậm chí là mắt cũng bị mù lòa, nên là với cái đời sống cũng không còn dài nữa. Thì chúng ta hãy cùng đồng lòng với cơ sở Hy vọng để chúng ta chung tay ủng hộ cho các chú đang sinh sống tại quê nhà. Rất là cảm ơn giáo sư. Cảm ơn cô Hà Vi đã giúp phổ biến cho đưa đến cái tin tức này đến đồng hương. Yeah. Và xin quý đồng hương yểm trợ cho cơ sở Hy vọng, để cơ sở Hy vọng có phương tiện giúp các linh mục dòng chúa cứu thế tại Việt Nam mang lại tri ân cũng như mang lại niềm an ủi cho các gia đình ở thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và giúp đỡ các tù nhân lương tâm. Xin cảm ơn cô Hà Vi, cảm ơn quý đồng hương. Dạ. Tiếng nói của chúng ta và các linh mục dòng chúa cứu thế tại Việt Nam, chúng tôi chân thành cảm ơn quý đồng hương trong những năm qua xin nói tiếng tay với chúng tôi và các linh mục dòng chúa cứu thế tại Việt Nam dấn thân giúp đỡ các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Những người đã hy sinh một phần thân thể trong cuộc chiến bảo vệ tự do cho này đó, và hiện đang phải kéo lê kiếp sống tại đây cho cộng sản cai trị. Thưa quý vị, Hà Vi đã quay trở lại với quý vị ở bên trong nhà hàng Golden Sea, thưa quý vị. Và ở đây Hà Vi gặp bác sĩ Trần Việt Cường, là một trong những thành viên của ban quản trị cơ sở Hy vọng ngày hôm nay. Họ đang tổ chức những chương trình để giúp đỡ cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Xin kính chào bác sĩ. Chào cô Hà Vi. Dạ, hôm nay chúng ta lại gặp nhau tại một cái buổi tiệc như vậy. Thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả biết rõ hơn một chút về chương trình của mình ngày hôm nay không? Chương trình hôm nay có hai mục đích. Một là tri ân các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời vinh danh chính nghĩa của cuộc chiến, tranh đấu bảo vệ tự do của thương phế binh, và cũng là yểm trợ những người trẻ đang tranh đấu cho tự do nhân quyền tại quê nhà. Và hôm nay chúng tôi dự trù sẽ có 600 người Việt, những người tha thiết với quê hương, cùng quy tụ tại thủ đô tị nạn để nói lên tiếng nói đòi hỏi tự do cho quê hương và vinh danh chính nghĩa của thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Đó là ý nghĩa của đêm nay, và cũng là cơ hội để tất cả quý vị có cơ hội yểm trợ và tri ân các thương phế binh, những người đã hy sinh thân mình
bảo vệ tự do cho miền Nam, cho chúng ta một thời hạnh phúc. Rất là tuyệt vời thưa bác sĩ. Và nếu như mà các quý vị ở xa đó, ở những cái tiểu bang xa, họ muốn được ủng hộ cho chương trình thì họ phải làm như thế nào ạ? Lát nữa thì chúng tôi sẽ có chương trình trực tiếp trên các kênh YouTube, và trong chương trình đó sẽ có số phone để quý vị có thể yểm trợ, kêu bằng số phone, và tất cả những sự yểm trợ của quý vị cũng được khai mẫu trừ thuế vì cơ sở Hy Vọng đã được sự công nhận của Liên bang. Vâng thưa quý vị, cơ sở Hy Vọng là một cơ sở mà đã thành lập rất là lâu và đã giúp cho nhiều các chú thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa hiện nay đang sinh sống tại Việt Nam với hoàn cảnh rất là khó khăn. Và Hà Vy cũng hy vọng rằng các cô chú anh chị mình theo dõi được chương trình, chúng ta hãy cùng đồng lòng chung tay để ủng hộ cho chương trình và giúp cho cơ sở Hy Vọng thành công trong cái buổi tiệc ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Xin cảm ơn cô Hà Vy. Dạ. Về quỹ yểm trợ nhân quyền năm 2022 là 60.586 nhân viên. Năm 2021 là 45.828 nhân viên. Đây, xin thật thật cảm ơn quý vị và một tràng vỗ tay thật lớn quý vị đình chuyển ra đây rất là đông đủ. Vâng. Chào chào cô, chào chú, chào vâng, một trong cái tay thật lớn kiên trình quý vị của chúng cha, của chúng sơ, của chúng ta đã về. Và bằng tôi biết là chúng ta đang ủng hộ cho chương trình có sống hy vọng rất nhiều qua những các cái số, cũng như là chúng tôi xin được cảm ơn các anh chị trong ban quản trị có sống hy vọng đều làm việc không lương, không thù lao và hàng năm đóng góp và số tiền tặng trong việc này. Gồm có các quý vị nhân sách đơn nhân, chúng tôi xin cảm ơn ông Trần Tấn Quan tặng tay cho miền Tiên, ông Lê Tinh Công tặng 1.000 miền Tiên, bác sĩ Trần Việt Cường tặng 1.450 miền Tiên, tân hộ bác sĩ Trần Daniel 500 miền Tiên, ông Nguyễn Hồng Phúc 500 miền Tiên, bác sĩ Nguyễn Trọng Việt 500 miền Tiên, một vị bệnh nhân 1.000 miền Tiên, ông Phạm Đình Hương 1.000 miền Tiên, ông Nguyễn Đức Truy 1.000 miền Tiên, ông Nguyễn Tự Quý 1.000 miền Tiên, tân hữu bác sĩ Nguyễn Cao Thắng 200 tỷ kim, tân hữu bà Hà Cảnh Tú 300 tỷ kim. Vâng, xin chào quý vị, Hà Vy đang có mặt tại một cái bàn số 15 cho quý vị. Và đây là cô Nguyệt nè, đây là cô Minh, còn chị tên Ngọc gì? Sương. Ngọc Sương, con chào bác tên gì? Đạo. Bác Đạo. Dạ, còn bác tên bác Lương. Thì thưa các cô bác ở đây là hôm nay mình tới với chương trình tổ chức của cơ sở Hy Vọng để giúp cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, thì bác có lời gì hay có cảm xúc như thế nào không? Đối với tôi chỉ là vấn đề là mỗi hàng năm nó có tổ chức rồi đấy. Dạ. Để giúp cho những người thương phế binh là một điều tốt. Dạ. Mình nên làm. Dạ. Dạ, mình rất là vui phải không? Vâng, mình nên làm, đóng góp phải không ạ? Đóng góp phải không? Dạ. Dạ, còn chị thì sao? Chị cả cảm xúc gì khi mà mình tới đây ngày hôm nay? Xúc động phải không chị? Có cảm xúc khi tới đây thì hàng năm để nhớ là các anh em thương phế binh đã hy sinh về tổ quốc. Một mớ, còn mớ nữa thì bị như là tàn phế này kia đó. Dạ. Giúp ta ở quê nhà bây giờ nghèo khổ lắm. Dạ. Đúng rồi thưa quý vị, tại Việt Nam có rất là nhiều các chú thương phế binh bây giờ là cũng 70, hơn 70 tuổi rồi. Là những người mà cụt tay, cụt chân rồi là bị bệnh khi mà họ bị đi tù đó thưa quý vị. Thì Hà Vy đã gặp rất là nhiều các cô chú khi mà Hà Vy về Việt Nam. Nên là chúng ta hãy cùng chung tay để ủng hộ cho cơ sở Hy Vọng quý vị nhé. Dạ, cô có lời gì không? Con chào cô. Yeah, cô cảm thấy thế nào khi tới đây? Cảm thấy vui. Cô vui. Dạ. Yeah, yeah. Cảm ơn cô đã dành thời gian tới ngày hôm nay cô nhé. Dạ. Yeah. Còn cô Nguyệt thì sao? Cô cũng rất là vui. Dạ. Yeah. Vui buồn lẫn lộn. Dạ. Yeah, con thấy cô rất là trầm tĩnh ở đây vậy. Dạ. Yeah. Mình tới là gì vui, nhưng mà cái vui đó mình nhớ về kỷ niệm xưa đó. À. Cũng có một cái nỗi buồn mang mát. Dạ. Yeah. Cô cũng có cái nỗi buồn mang mát thưa quý vị khi mà nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa. Thì chiến tranh cũng đã qua đi rồi. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng chung tay để giúp cho những cái mảnh đời khó khăn ở Việt Nam. Cảm ơn cô và chúc cô nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn. Chào cô ạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn. Trở về bằng chiếc xe lăn, hoặc anh trở về bằng chiến công đầy. Tình em vẫn chẳng đổi thay. Thank you.
Kính chào quý khán thính giả của đài AVA 577. Hôm nay lại hân hạnh được gặp anh Luận, là một trong trong ban tổ chức của nhóm cơ sở Hy Vọng. Hôm nay chúng ta có một buổi tiệc giống như năm rồi, và chúng ta đã có những cái cuộc thành công mỹ mãn. Nguyên do gì mà anh Luận lại tiếp tục làm, và mặc dầu tuổi già sức yếu anh Luận cũng không có ngưng, thì xin anh Lợi lời Luận cho biết cái nguyên nhân và thứ hai về ý nghĩa của buổi lễ hôm nay. Dạ, thưa anh và thưa quý vị khán thính giả của đài 577. Vâng, cá nhân tôi là người đã sinh hoạt trong cộng đồng người lâu năm, và đặc biệt là tôi là cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi hai lần bị thương ở chiến trường. Do đó, khi mà nghĩ đến anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thì tôi phải nói là rất là cảm động và rất là thương mến họ. Do đó tôi xông pha vào cái việc yểm trợ cho các linh mục chồng chú quốc thế để hỗ trợ cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam. Cái điểm thứ hai là tôi cũng là một con người sinh ra và lớn lên trong cái khuôn khổ đấu tranh cho dân chủ nhân quyền Việt Nam. Do đó tôi rất yêu mến những anh chị em đã vì lý tưởng tự do, vì cái sự sống còn của đất nước và hy sinh cả tuổi trẻ để đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước, và nay bị tù tội. Do đó tôi dấn thân vào cái công cuộc làm sao để giúp đỡ cho anh chị em tù nhân lương tâm tại Việt Nam có những cái phương tiện để cho họ sinh sống trong cái thời gian mà họ ngồi tù. Thật là cảm động khi nghe anh Luận nói về cái ý nghĩa của buổi lễ hôm nay. Và anh cho biết là anh cũng là một cụ quân nhân, anh là một sĩ quan của lực lượng Cộng Hòa. Cá nhân tôi cũng là một sĩ quan quân lực Cộng Hòa. Tôi biết tôi nhỏ tuổi hơn anh, tôi là khóa đàn em thành thử trong quân quách, quân phong, quân kỷ, và ở trong quân đội thì tôi kêu anh bằng huynh trưởng. Dạ, cảm ơn thưa huynh trưởng luôn. Dạ, dạ. Ngoài cái chuyện mà anh tổ chức có lòng với thương phế binh và những người đấu tranh cho dân chủ, thì tôi được biết là trước đây anh là một trong những người sáng lập trong những cái cuộc diễn hành Tết ở khu Lý Tư Sài Gòn. Mà anh là một trong những người sáng lập, thì tôi cứ nghĩ rằng anh chỉ là cái hoạt động cộng đồng xã hội ở khu vực này. Không ngờ anh lại có một cái tầm cao, anh dối về tới Việt Nam mà anh lo cho đất nước và lo cho những người thương phế binh đồng đội. Sẵn đây thì thưa anh, thì trong năm qua khi cái tổ chức cơ sở Hy Vọng đạt được những cái kết quả, những cái người ủng hộ, và tổ chức cơ sở Hy Vọng đã làm được những cái gì, xin anh trình bày sơ cho biết. Dạ, thưa anh và thưa quý vị thính giả, là cơ sở Hy Vọng chúng tôi thành lập cũng đã trên 40 năm. Và từ những cái năm trước thì chúng tôi hoạt động về văn hóa, phổ biến văn hóa cũng như phổ biến những cái chương trình tị nạn cho đồng bào tị nạn. Rồi sau đó chúng tôi, khi mà các trại tị nạn đóng cửa thì chúng tôi xoay qua giúp đỡ cho những cái người homeless của người Hoa Kỳ, như là một cái cử chỉ cảm ơn những người Hoa Kỳ đã đón tiếp chúng ta. Thì sau cái thời gian đó thì ở Việt Nam, cái phong trào mà đấu tranh dân chủ phát động, cũng như là rồi đến cái chương trình mà giúp cho các thương phế binh, thì anh em chúng tôi chuyển hướng qua giúp cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, cũng như giúp cho các cái tù nhân lương tâm, cũng như những người mà đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam. Thay mặt đài AVA 577 và nhóm phóng viên của Hà Vi và Lương Trường, xin cảm tạ anh Nguyễn Hữu Lượng và chúc cho đại hội bữa nay thành công. Dạ, xin được trình chúc mừng cho anh và cho cơ sở Hy Vọng. Dạ, cảm ơn anh Thế, cảm ơn cô Hà Vi và cảm ơn quý vị thính giả khán giả. Dạ. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng cùng lắng nghe những lời chia sẻ của các thành viên trong ban hội đồng quản trị của cơ sở Hy Vọng, cũng như là các quý vị khách mời đến với buổi tiệc gây quỹ ngày hôm nay. Và chúng ta cảm nhận được không khí rất là sôi động, cùng đồng lòng để ủng hộ cho những chương trình thiện nguyện của cơ sở Hy Vọng. Và xin cảm ơn quý vị cũng đã cùng lắng nghe chương trình. Hà Vi xin hẹn gặp lại quý vị những chương trình lần sau. Xin trân trọng kính chào.